Vào ngày 30 tháng 5, báo The Wall Street Journal đưa tin rằng Ấn Độ và Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho hầu hết các nhà báo của nhau. Ngày hôm sau, tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc đã trả lời trong một tweet xin trích. Ấn Độ đã sử dụng thị thực như một vũ khí trước. Giờ đây, ngay cả các kênh dành cho nhà báo và truyền thông cũng đã bị cắt đứt. Nói như vậy là sai. Trung Quốc là nước khởi động lại cuộc chiến visa trước. Mặc dù Global Times sau đó đã xóa dòng tweet, nhưng tuyên bố đó phản ánh quan điểm của Bắc Kinh. Ấn Độ và Trung Quốc đã ăn miếng trả miếng về thị thực cho các nhà báo kể từ cuộc đụng độ biên giới vào tháng 6 năm 2020, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng và đã áp dụng các hạn chế về thị thực cho truyền thông của nhau. Vòng mới nhất bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu hai nhà báo Ấn Độ làm việc tại Trung Quốc đã về nước, không được quay lại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi động thái đó là phản ứng thích hợp đối với cách đối xử bất công và phân biệt của Ấn Độ đối với các nhà báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng hành động của Bắc Kinh diễn ra vài ngày sau khi Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đổi tên 11 địa điểm ở bang Arunachal Pradesh, miền đông Ấn Độ. Trung Quốc gọi khu vực này là miền Nam Tây Tạng và tuyên bố đây là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh thường sử dụng các hạn chế về thị thực đối với báo chí nước ngoài vì mục đích chính trị.